Kính thưa quý vị, vụ án liên quan đến 4 tiếp viên bị lợi dụng và vận chuyển ma túy từ châu Âu về thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, công an thành phố Hồ Chí Minh đã bước đầu chứng minh các đối tượng bị bắt giữ đã giao dịch mua bán ma túy với số tiền trên 25.000 tỷ đồng. Trong quý 1 năm nay, công an thành phố Hồ Chí Minh khám phá 813 vụ với 2.019 đối tượng phạm tội ma túy, tăng gấp đôi số vụ và số đối tượng bắt giữ so với cùng kỳ. Lực lượng chức năng đã thu giữ 15,63 kg heroin, hơn 64 kg cần sa và 249 kg ma túy tổng hợp, thu giữ 14 khẩu súng lựu đạn và mình tự chế cùng nhiều vật chứng có liên quan. Chỉ tính riêng vụ án liên quan đến 4 tiếp viên bị lợi dụng vận chuyển ma túy tổng hợp từ châu Âu về thành phố Hồ Chí Minh, đến nay công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá hơn 180 đường dây, khởi tố 543 bị can và truy xét thu giữ hơn 212 kg ma túy các loại, thu giữ 10 khẩu súng. Bước đầu chứng minh các đối tượng bị bắt đã giao dịch mua bán ma túy với số tiền trên 25.000 tỷ đồng. Thời gian tới, song song với việc tập trung chặt đứt nguồn cung về ma túy, nhiều giải pháp giảm nguồn cầu đã được triển khai thực hiện. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp quận, huyện tiếp tục điều tra độc lập đối với 5 vụ án với 55 bị can về các sai phạm tiêu cực xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm gồm 5004V thành phố Thủ Đức, 5002S quận 11, 5001S quận Bình Tân, 5009D huyện Củ Chi, 5012D huyện Bình Chánh. Trước đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các phòng nghiệp vụ khám xét tại 5 trung tâm đăng kiểm nói trên. Tại trung tâm đăng kiểm 5009D, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can về tội nhận hối lộ, gồm Lê Minh Huy là chủ đầu tư, Phạm Hữu Hiệp ngụ quận 6 là cựu phó giám đốc, Từ Tấn Kiên ngụ huyện Củ Chi. Còn tại trung tâm đăng kiểm 5004V, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng khởi tố Ngô Xuân Hải là giám đốc. Từ năm 2022 đến nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công an các tỉnh thành mở rộng điều tra toàn diện về sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm và ở Cục đăng kiểm Việt Nam. Đến ngày 24 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ với hơn 300.000 bút lục qua Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, truy tố 254 bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại Cục đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre và Sóc Trăng. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện kiểm tra đánh giá việc duy trì điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới tại các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung kiểm tra chủ yếu gồm kiểm tra đánh giá cơ sở vật chất kỹ thuật của đơn vị đăng kiểm, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị dụng cụ, kiểm tra cơ cấu tổ chức nhân lực và việc thực hiện quy trình kiểm định, hồ sơ và dữ liệu kiểm định, chế độ báo cáo, quản lý, sử dụng ấn chỉ và việc tuân thủ quy định về thu giá lệ phí theo quy định, đặc biệt đánh giá lại kết quả kiểm định. Theo đó, trường hợp phương tiện đang có tại đơn vị đăng kiểm cho ngẫu nhiên xe đã hoàn tất đăng kiểm để đánh giá lại. Trường hợp xe không có tại đơn vị, nếu phát hiện nghi vấn xe tại thời điểm kiểm định thì phối hợp lại với cơ quan chức năng tìm để kiểm tra đánh giá lại. Việc kiểm tra đánh giá lại được thực hiện tại nơi phương tiện đang dừng đỗ, tại đơn vị đăng kiểm khác hoặc đưa phương tiện quay trở lại đơn vị đăng kiểm để kiểm tra đánh giá lại. Hiện tại thành phố Hồ Chí Minh có 18 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, phục vụ bình quân 2.520 lượt xe một ngày. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản khuyến cáo người dân trước tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp, không chỉ là gây thiệt hại lớn cho người dân, bức xúc trong dư luận xã hội mà còn làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống của người dân. Theo đó, các thủ đoạn lừa đảo phổ biến như giả danh mạo danh cơ quan tư pháp, cán bộ chiến sĩ quân đội, công an, tuyển cộng tác viên trên các sàn giao dịch điện tử, vay online. Các đối tượng cũng lợi dụng công nghệ cao như AI, ChatGPT, mạng xã hội để dẫn dụ thao túng tâm lý, gài bẫy yêu cầu người dân chuyển tiền để chiếm đoạt. Để ngăn chặn tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị địa phương quán triệt đến từng cán bộ, người dân khi tham gia mạng xã hội phải cảnh giác, thường xuyên tìm hiểu các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Công an tỉnh nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chỉ đạo triển khai 100% các trường học, cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cảnh báo về những thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đồng thời các ngân hàng cần quản lý chặt việc mở tài khoản, nhất là tài khoản online, thiết lập cơ chế phối hợp phản ứng nhanh với lực lượng công an, kịp thời trao đổi thông tin liên quan, phong tỏa tài khoản trong xác minh, truy tìm, truy xét nhanh dòng tiền, ngăn chặn tối đa thiệt hại tài sản cho người dân. Thưa
Thời gian gần đây, hệ thống dây cáp, dây điện lắp đặt trên các thành cầu bắc qua sông ở thành phố Hồ Chí Minh để kết nối camera giám sát giao thông thủy đã bị phá hoại. Các đối tượng trộm cắp đã lấy đi hàng ngàn mét dây cáp, dây điện, gây thiệt hại tài sản của nhà nước, làm ảnh hưởng đến việc bảo vệ công trình cầu. Cầu Bình Triệu bắc qua sông Sài Gòn kết nối quận Bình Thạnh với thành phố Thủ Đức. Theo kế hoạch, trong tháng 2, ở vị trí giữa cây cầu này sẽ được trang bị hệ thống camera để theo dõi, giám sát các phương tiện đường thủy qua lại trên sông, nhằm nắm bắt số lượng và quy luật phương tiện đường thủy di chuyển. Từ đó, đưa ra cảnh báo, bảo vệ trụ và các công trình cầu, nhất là tránh tình trạng xà lan va vào trụ cầu như thời gian qua. Tuy nhiên, đến nay, dự án này chưa được hoàn thành, nguyên nhân là gần 200 mét dây cáp tại đây đã bị cắt trộm. Bên trong đường ống ruột gà này là sợi dây cáp để gắn camera giám sát đường thủy đã được thay mới. Sau khi bị các đối tượng trộm cắt dây và rút ra ngoài thì cơ quan chức năng đã thay mới và bơm keo như thế này để gắn cố định. Các đối tượng có cắt thì cũng sẽ không rút sợi dây cáp ra ngoài được nữa. Trên cầu Bình Lợi, gần 300 mét dây cáp gắn trên thành cầu cũng đã bị cắt trộm. Để khắc phục chỉ riêng trên đoạn này, cơ quan chức năng phải mất rất nhiều thời gian, công sức thi công, kéo cáp kết nối bình thường trở lại. Thời gian khắc phục lại, nếu mà kéo lại nguyên một tiếng này á, thì công tác chuẩn bị kéo lại cũng phải mất một vài hôm. Tại vì mình chỉ làm trên đây, chỉ làm được ban đêm thôi, không có làm được ban ngày. Cái lưu lượng xe gì làm thì nó cũng rất là khó khăn. Theo Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh, qua rà soát đã có hơn 6.000 mét dây nguồn điện, dây cáp kết nối camera bị mất cắp tại hầu hết cầu bắc qua sông. Bị cắt cáp nhiều nhất là cầu Thủ Thiêm, cầu Bình Phước, cầu Bình Triệu, cầu Bình Lợi, thiệt hại trên 300 triệu đồng. Ngoài ra, tình trạng mất trộm dây cáp còn gây khó khăn cho việc giám sát, điều hành giao thông thủy của cơ quan chức năng. Cái việc mà mất cắp á, thì nó sẽ làm là cái công tác mà gián đoạn chúng tôi trong việc mà khi triển khai dự án để hoàn thành dự án. Để đưa vào khai thác, cái việc mất cắp này thì nó rất là ảnh hưởng tới công tác mà quan sát dưới cái giả cầu, cũng như làm hư quan sát những cái còn như các cái tàu bè qua lại, nó ảnh hưởng, nó tác động tới các cái hệ thống giả cầu cũng như là các cái trụ ở khu vực mà giao thông thủy được phép đi qua. Để bảo vệ tài sản công, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ đề nghị các địa phương và đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền. Cơ quan chức năng thường xuyên kiểm soát địa bàn để ngăn chặn, phát hiện đối tượng có dấu hiệu xâm hại, phá hoại tài sản trên các công trình cầu. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương vừa thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Dự và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Quốc Việt về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bình Dương, Nguyễn Đức Dự và Hoàng Quốc Việt đã biên tập nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ, làm ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của một số tổ chức cá nhân thuộc Cơ quan Tư pháp của tỉnh Long An và Tòa án Nhân dân tối cao trong quá trình điều tra truy tố xét xử vụ án giết người cướp tài sản xảy ra vào năm 2008 do Hồ Duy Hải thực hiện, rồi đăng tải, chia sẻ lên mạng xã hội. Hành vi của Dự và Việt đã phạm vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự. Công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang điều tra xử lý vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy và thu giữ số lượng tang vật nghi là ma túy dạng cocaine lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố Vũng Tàu nói riêng và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung. Vào ngày 27 tháng 3, Công an thành phố Vũng Tàu kiểm tra tại một phòng trọ ở đường Đô Lương, phường 11, thành phố Vũng Tàu, phát hiện đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1983, trú tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nhằm mục đích mua bán thu giữ một gói ni lông bên trong chứa chất tinh thể màu trắng, nghi là ma túy loại cocaine, có khối lượng khoảng 1 kg và một điện thoại di động. Ngoài gói ni lông trên, thì Tuấn đã tự nguyện chỉ dẫn đến nơi cất giấu 20 gói ni lông chứa chất tinh thể màu trắng khối lượng khoảng 21 kg còn lại. Cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ, niêm phong theo đúng quy định của pháp luật. Theo hồ sơ ban đầu, qua một người đàn ông, Tuấn biết được địa điểm cất giữ các gói nghi là ma túy trên, nên đã ra lấy và đem về nhà trọ. Khi mở gói ni lông ra, bên trong có chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy, đối tượng đã cất giấu và tìm hiểu với mục đích nếu đúng là ma túy sẽ bán lại cho người khác. Hiện Công an thành phố Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra xử lý. Cơ quan công an khuyến cáo tới người dân, nếu như phát hiện các gói đồ vật nghi là ma túy trôi giạt, phải kịp thời trình báo cho cơ quan công an, chính quyền địa phương và chủ động giao nộp, cung cấp thông tin có liên quan, không được cất giấu dẫn đến vi phạm pháp luật.
Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vừa đấu tranh làm rõ một đối tượng trú tại huyện Đắk Lấp, tỉnh Đắk Nông có hành vi làm giả chứng minh nhân dân để mở tài khoản ngân hàng đánh bạc trực tuyến với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Qua đấu tranh, Thành khai nhận năm 2013, đối tượng này đã mua lại một chứng minh nhân dân với giá 150.000 đồng. Sau đó, dùng ảnh của mình dán vào chứng minh nhân dân trên rồi đem đến quầy giao dịch của Ngân hàng Thương mại Cổ phần trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Đắk Lắk để mở 3 tài khoản. Sau khi mở các tài khoản ngân hàng, từ năm 2018, thành lập các tài khoản tại các website với mục đích tham gia cá độ bóng đá. Quá trình tham gia cá cược, Thành đã sử dụng 3 tài khoản ngân hàng trên để liên kết với các trang mạng nhằm thực hiện giao dịch chuyển nhận tiền, thanh toán tiền, thắng thua. Tại thời điểm bị phát hiện, cơ quan công an xác định chỉ tính riêng một tài khoản, đối tượng Thành đã thực hiện hàng nghìn giao dịch chuyển nhận tiền với số tiền giao dịch lên đến hơn 30 tỷ đồng để phục vụ cho hoạt động đánh bạc. Em có mua cái giấy chứng minh nhân dân tên Nguyễn Minh Dương ở nhà nghỉ, ngay gần cầu Gia Nghĩa. Sau đó em lên trên mạng thì em thấy có những cái trang web quảng cáo về cá độ bóng đá. Những trang web đó họ cần tài khoản ngân hàng thì em đã dùng cái giấy chứng minh đó và em mở tài khoản ngân hàng để liên kết với những cái trang web như vậy. Hiện Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao đối tượng Nguyễn Tất Thành cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để thực hiện điều tra xử lý theo thẩm quyền. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa ra quyết định khởi tố đối với một giám đốc trung tâm đăng kiểm và đồng phạm về hành vi nhận hối lộ và giả mạo trong công tác. Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khởi tố và khám xét nơi ở đối với bị can Vương Quốc Ninh, 53 tuổi, ở xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi về hành vi giả mạo trong công tác, đồng thời khởi tố bổ sung hành vi nhận hối lộ đối với bị can Nguyễn Thanh Trung, 38 tuổi, là giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7602G thuộc công ty cổ phần Thuận Phát ở huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố Nguyễn Thanh Trung và Phạm Minh Hiếu, trú tại tổ dân phố Tập An Nam, phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, là phó giám đốc, đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7602G về hành vi giả mạo trong công tác. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ việc khách hàng bỗng dưng mất 58 tỷ trong tài khoản của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam MSB, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân với cáo buộc lừa đảo. Cụ thể, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội bước đầu xác định bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Ngày 10 tháng 10 năm 2023, là Cơ quan An ninh Điều tra của Công an thành phố tiếp nhận tin báo của Ngân hàng MSB về việc phát hiện nhân viên là Bùi Thị Hoài Anh, sinh năm 1984, là giám đốc chi nhánh ngân hàng MSB Thanh Xuân có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng với số tiền 165 tỷ đồng. Căn cứ kết quả điều tra là ngày 18 tháng 10 năm 2023, là cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án bắt tạm giam Bùi Thị Hoài Anh. Bước đầu xác định đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của 8 bị hại với số tiền là 338 tỷ đồng. Theo các chuyên gia, để hạn chế rủi ro trong giao dịch ngân hàng, cả ngân hàng và khách hàng cần cảnh giác và tuân thủ các nguyên tắc về an toàn, bảo mật thông tin. Không nên chủ quan chỉ vì sự tiện lợi mà bỏ qua các quy định này để các đối tượng có cơ hội thực hiện hành vi. Một số khách hàng được ưu tiên trong cái việc mà quan hệ với ngân hàng thì làm cho một số khách hàng ấy có cái bị động và chủ quan. Nó tin tưởng quá mức vào các cái nhân viên ngân hàng và từ đó ấy, lại các cái một số cái phần nhân viên ngân hàng đã lợi dụng các cái kẽ hở trong cái quá trình mà làm thủ tục giấy tờ cũng như huy động tiền để mà mưu cầu cái lợi ích cá nhân và thậm chí là chiếm đoạt các cái tài sản của người khác. Hiện các cơ quan chức năng đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả lại cho bị hại. Bước đầu xác định không có đồng phạm và cơ quan công an đang tiếp tục xác minh.
Về phía ngân hàng MSB, ngân hàng cho biết đã chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng và đang phối hợp để làm rõ vụ việc. Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Lê Anh Giang, trú tại tỉnh Thanh Hóa đã bị Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp với Công an huyện Đơn Dương khởi tố và bắt tạm giam. Với thủ đoạn đăng bài viết lên Facebook về việc cho vay tiền không cần thế chấp, trong năm 2023, Giang đã cho hơn 100 người vay số tiền lên tới 2 tỷ đồng với nhiều hình thức cho vay khác nhau, lãi suất dao động từ 218% đến 912,5% một năm. Khi bị hại không còn khả năng để tiếp tục trả tiền lãi, Lê Anh Giang thường xuyên gọi điện để chửi bới, đe dọa, buộc họ phải tiếp tục trả tiền cho Giang. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Lê Anh Giang đã thu lợi bất chính với số tiền là hơn 170 triệu đồng. Quá trình khám xét nơi ở, cơ quan công an cũng thu giữ được nhiều tài liệu, giấy tờ, máy móc có liên quan đến việc cho vay lãi nặng, trong đó có nhiều giấy tờ tùy thân là căn cước công dân, bằng lái xe, giấy khai sinh của người vay. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Giang đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Thưa quý vị, một trong những thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao trong thời gian qua là thủ đoạn gọi điện thoại đến người dân tự xưng là công an phường thông báo việc tài khoản định danh điện tử bị sai lệch thông tin. Nhiều người đã bị sập bẫy, nghe theo và thực hiện những thao tác khác trên điện thoại và kết quả là đã bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Vào lúc chiều tối, chị Nguyễn Thị Yến ở tổ 2, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi bất ngờ nhận được cuộc gọi điện thoại xưng là công an phường Nghĩa Chánh về việc tài khoản định danh điện tử của chị Yến bị sai lệch thông tin, cần phải đến công an điều chỉnh. Đối tượng liên tục hăm dọa sẽ bị công an phạt nếu không hợp tác. Bây giờ cái căn cước của chị đó nó bị cập nhật lỗi hết rồi, thì chị cũng kêu là dạ rồi, tôi nghe rõ rồi, bây giờ chị không ra làm là phạt tiền chị đó. Cùng thời gian này, chị Lê Thị Thanh ở tổ 3, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi cũng nhận được một cuộc gọi điện thoại với nội dung tương tự. Người gọi điện xưng là công an phường Nghĩa Chánh, thông báo dữ liệu dân cư của chị Thanh bị sai và đề nghị công an thành phố Quảng Ngãi chỉnh sửa. Đáng chú ý, thông tin cá nhân mà đối tượng mạo danh công an đưa ra như tên tuổi, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nơi ở đều rất chính xác. Nó kêu cái thẻ căn cước của chị nó bị hư rồi, bị hỏng số hết rồi. Chị lên phường công an phường Nghĩa Chánh đó, chị lồm lại cái thẻ căn cước, chứ không là nó liên quan tới bảo hiểm với là số tài khoản của chị. Cái em mới trả lời là bây giờ là tối rồi, bữa nay thứ ba mà sao mà làm việc, nó kêu làm việc hơn à, thứ ba và chủ nhật. Thủ đoạn của các đối tượng là sau khi gửi thông báo cho công dân về việc tài khoản định danh điện tử bị sai lệch thông tin, sau đó đối tượng tiếp tục dùng số điện thoại khác gọi điện yêu cầu công dân điều chỉnh và gửi kết bạn qua tài khoản Zalo để hướng dẫn hỗ trợ cập nhật thông tin. Đồng thời đối tượng đe dọa nếu không làm sẽ bị phạt nhằm thực hiện hành vi lừa đảo. Khi có cuộc liên hệ liên quan đến cái căn cước công dân hoặc cái hoạt định danh điện tử hoặc định danh điện tử và các giấy tờ tùy thân của mình liên quan đến cái căn cước công dân, thì công dân liên hệ ngay với công an nơi thường trú để kịp thời lực lượng công an hướng dẫn và giải quyết. Người dân cần hết sức cảnh giác, đề phòng, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mật khẩu VNEID, mã OTP, thông tin về thẻ căn cước công dân, thông tin về tài khoản ngân hàng cho bất cứ người nào hoặc làm theo hướng dẫn từ cuộc gọi bằng số điện thoại lạ khi chưa xác định đúng thông tin. Mọi công dân khi phát hiện sai sót thông tin về tài khoản định danh điện tử, thẻ căn cước công dân, liên hệ trực tiếp với công an phường, xã, thị trấn nơi cư trú hoặc đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của công an huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.